Đây là một câu chuyện xảy ra vào những năm cuối Nam Bắc Triều, thời điểm Bắc Chu diệt tệ, văn phòng khá khôi hài. Mã nhóm 452307003 tiểu thuyết máu chốt Trọng sinh chu tùy thời điểm không đạn cửa sổ, trọng sinh chu tùy thời điểm TXT toàn tập đao loa, trọng sinh chu tùy thời điểm chương mới nhất đọc. Chương 1 Biên cương một đồng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 cậu bé chăn nuôi biên giới tiểu liên ngọc thể hoành trần dạ, chu sư đã báo nhập tấn dương. Năm kiến đức thứ năm Bắc chu, tức năm 576 công nguyên, ngày 17 tháng 12, thiên tử Vũ Văn ung công phá tấn dương, từ năm 532 cao hoang vào tấn dương, sự thống trị của cao thị ở tịnh Châu trong 44 năm đã kết thúc, cũng tuyên bố sự diệt vong của Bắc tệ đã tiến vào thời gian đến ngược. Quốc gia sắp chết, đứa bé thôi triệt sáu tuổi ở biên cương bắc tề vẫn còn chăn dê cho quý nhân chết thì tốt chết rồi ta mới có thể hưởng phúc thôi triệt thấp giọng lẩm bẩm cách đó không xa lớn hơn hắn sáu tuổi biểu huynh bùi tú cùng chăn thả nghi hoặc nói a à, triệt cậu đang nói thầm cái gì vậy ta nói dê không thể chết nếu chạy ta phải chịu khổ thôi triệt nói qua loa một câu bùi tú biết em họ từ tháng trước sau một hồi phong hàn khỏi hẳn liền có thói quen lầm bầm lầu bầu cũng không để trong lòng nữa lúc này đang là mùa đông giá rét mặc dù không có tuyết rơi nhưng gió lạnh thấu xương thôi triệt chỉ mặc quần áo vải thô đơn bạc chống lạnh hoàn toàn dựa vào một thân chính khí liếc mắt nhìn bùi tú cũng lạnh đến môi tím bầm thôi triệt đột nhiên hỏi biểu huynh nếu là tương lai trải qua ngày lạnh người muốn cái gì nhất tú nhi không giả vờ suy nghĩ nói ăn lẩu thịt dê. Thôi triệt nghe hắn nói như thế, bất giác trăng môi sinh tân, nhìn đám cừu mình chăn thả, thiếu chút nữa mắt xanh biết, hai anh em thèm ăn đám dê này cũng không phải ngày một ngày hai. Vì ham muốn ăn uống mà bị đánh không đáng, chờ một chút, không bao lâu nữa, nồi lẩu thịt dê ta cũng có thể ăn chán. Thôi triệt tự an ủi mình. Vận mệnh cá nhân đương nhiên phải dựa vào tự mình phấn đấu, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đừng thấy thôi Triệt cùng Bùi Tú hôm nay cuộc sống nghèo túng, còn muốn làm một đồng xin miếng cơm ăn, nhưng tổ tiên bọn họ quả thật giàu có, cũng không xa, cho dù phụ thân cũng từng là quan to hiển quý. Hai người đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, một người là đệ tử dòng chính của Thôi thị Bác Lăng, một người là huyết mạch dòng chính của Bùi thị, về phần tình cảnh nghèo túng hiện giờ, cũng là tiền nhân tạo nghiệp, hậu nhân gặp tai ương. Tổ phụ Thôi Triệt Thôi Quý thư thật ghê gớm, được xưng là quyền vương Đông Ngụy từng trước mặt mọi người đánh nhau ba quyền của thiên tử Đông Ngụy Nguyên Thiện Kiến. Đương nhiên, cũng không tính là đại nghịch bất đạo, ai bảo Nguyên Thiện thấy vì lấy lòng quyền thần cao trừng, từng nói qua. Thôi Trung Thư, nhũ mẫu của ta cũng vậy. Nhũ mẫu cũng là mẫu, giáo huấn nhi tử cũng có đạo lý của hắn. Thôi Quý Thư ỷ vào quyền thế của cao trừng, dám đánh thiên tử, đối mặt với thích khách, lại chuồn mất, bỏ lại cao trừng, chính mình trốn vào VWC tránh họa theo lý thuyết vị tổ phụ thôi triệt này cũng là một người thông minh có nhãn lực nhưng lại hết lần này tới lần khác lâm lão phạm vào hồ đồ ba năm trước thôi quý thư cùng trương điêu lưu phù phong hiếu diễm bùi trạch quách tuân can giáng hậu chủ bắc tề cao vĩ đi tấn dương bị lấy tội mưu phản tru sát bùi tú chính là cháu trai bùi trạch những người này chính mình chết không sao còn liên lụy hậu nhân gia quyến sáu gia đình bị di chuyển đến bắc cương thê nữ tử phụ phối hề quan tiểu nam hạ tầm thất, không vào tài sản. Cái gọi là tiểu nam, tức nam đinh từ ba tuổi trở lên, xuống tầm thất, chính là chịu cung hình, thôi triệt vận khí tốt, khi đó nguyên chủ mới hai tuổi, tránh thoát một kiếp, cũng lưu lại cho hắn thân thể hoàn bích. Chỉ là tú nhi lớn hơn hắn bảy tuổi liền không may mắn như vậy, tóm lại là thiếu chút gì đó. Năm sau khi cả nhà thôi triệt bị dời đến Bắc Cương, tức là tháng 2 năm 574, nằm An Vương Cao Tư Hảo phát hịch văn, đau đớn vì tội cao vĩ của thiên tử, lại lấy đám người thôi quý thư, bùi trạch bị hại làm văn chương, triệu tập sáu huynh để con cháu thôi quý thư cùng tham gia thịnh cử. Mọi người nghe tin, nhào nhào đi tìm nơi nương tựa, tuy nói là bị đầy đi biên cương, theo đạo lý là đi không thoát, nhưng dựa vào di trạch của đám người thôi quý thư, cũng thuận lợi đến trong quân cao tư hảo. Nào ngờ cao tư hảo không lâu sau liền binh bại, phụ thân thôi triệt thôi trường quân, thúc phụ thôi kính huyền cùng với huynh trưởng. Đường huynh đệ của hắn, những người đã trưởng thành này đều bị giết sạch sẽ. Mẫu thân Lý thì chịu không nổi đã kích như vậy, hầm hực mà chết. Trải qua một kiếp này, gia tộc Cố Cựu cũng không dám giúp đỡ nữa. Đám người thôi quý thư cái gọi là mưu nghịch, thuộc về bị oan chịu lục, mà đám người thôi trường quân tham dự phản loạn của Cao Tư Hảo lại là sự thật. Nếu không có đại cô mẫu, cũng chính là Bùi Tú Chi mẫu chăm sóc lúc ấy chưa đầy ba tuổi thôi triệt chỉ sợ cũng sống không tới hôm nay. Thật vất vả mới lên năm tuổi, thôi triệt cũng bắt đầu đi theo bụi tú chăn dê. Dù sao tình huống một nhà bụi tú cũng không tốt, phụ thân hắn, thúc bá, huynh trưởng đều cùng đám người thôi trường quân bởi vì mưu nghịch mà bị xử tử, mẫu thân bị triều đình phân phối cho nô lệ hề làm thiếp, mặc dù thường xuyên tiếp tế bụi tú cùng thôi triệt, nhưng chính mình cũng không giàu có, làm thiếp thất, tuổi già sắc suy, không được người ưa thích, tự nhiên cuộc sống túng quẩn. Mùa đông chăn dê, chú ý chính là xuất mục muộn, sớm về mục, sắc trời chưa tối, thôi triệt liền cùng bùi tú đem dê chạy về trong chuồng. Quản sự quý nhân đưa cho hai người bốn cái bánh bao, thôi triệt chỉ ăn một cái, còn lại ba cái thuộc về bùi tú. Bùi tú 12 tuổi, chính là cao lớn vóc dáng thời điểm, tục ngữ nói nửa đại tiểu tử, chết đói lão tử, sức ăn cũng không phải bình thường lớn. Húng hồ lúc chăn dê cũng là bùi tú xuất lực nhiều nhất, thôi triệt là một đứa bé 5 tuổi, cánh tay nhỏ cẳng chân kia có thể làm được chuyện gì, quý nhân cho phép hắn đi theo góp đủ miếng cơm ăn, đơn giản là đáng thương cho hắn lẻ loi hiu quạn. Nhưng cho dù chi bánh bao như vậy, vẫn không đủ no bụng bùi tú. Đêm khuya, trong phòng cỏ tranh bên cạnh chuồng dê, thôi triệt nằm trên giường, nghe bùi tú kêu ùng ục không ngừng, thôi triệt dù sao cũng không ngủ được, hắn cũng rất đói bụng bùi tú bên người lẩm bẩm nói a triệt chúng ta vốn không nên trải qua cuộc sống như vậy thôi triệt đối với việc này tràn đầy đồng cảm tổ phụ hắn thôi quý thư làm quan tới thượng thư tạ phó xạ khai phủ nghi đồng tam ti gia đặc tiếng chào như thừa tướng phụ thân thôi trường quân từng đảm nhiệm chức lang trung hữu ngoại binh tỉnh thượng thư nắm giữ các việc như hà bắc và đồng quan đinh trướng các châu brazil và triệu tập trưng binh dựa vào gia thế của hắn lúc này hẳn là muốn do dự nên ăn xong môi của vị nha hoàng tỷ tỷ nào mà không phải ở trong phòng có tranh bốn phía lọc gió cùng a à tú chen chút một giường chăn mỏng muốn ấm no lại không được những ngày sẽ tốt hơn thôi triệt nhìn chằm chằm xa nhà ánh mắt kiên định tẩy không được thân phận tội quyến chẳng qua là làm tá điện cả đời mà thôi bùi tú trong lời nói lộ ra một cổ uể oải hắn cùng thôi triệt bất đồng không rõ ràng lắm hướng đi của đại thế Thôi Triệt không giải thích cho Bùi Tú, đừng nói là Bùi Tú, ngay cả Bắc Chu Thiên Tử Vũ Văn Ung trước khi xuất binh cũng không nghĩ tới cuộc chiến phạt tệ có thể thông thuận như vậy. Trước đây hoàng thất bắt tệ hoang dâm thì hoang dâm, nhưng các huân quý lại có thể hết sức vì quốc gia, chống lại xâm lược. Nhưng theo lang lăng vương cao trường cung, bắt tệ trụ thạch học lược quan và những người nắm trong tay binh quyền tấn dương lần lượt bị giết quan, cũng hoàn toàn làm lạnh lòng mọi người bắt tề thiên tử cao vĩ tự hủy trường thành, thôi triệt cũng không tiếc hận, bắt tề bất vong, nào có ngày lành của hắn. Gió lạnh gào thét ngoài phòng từ khe hở tràn vào, dưới chăn mỏng, thôi triệt và bùi tú ông nhau càng chặt, ông nhau sưởi ấm. Tấn dương ngoài ngàn dặm, bắt chu thiên tử vũ văn ung tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng không thỏa mãn với dừng lại ở đây, hắn ông hùng tâm tráng chí, thề phải kết thúc từ năm 534, bắt nguy hiếu vũ đế nguyên tu chạy về phía tây tới nay cục diện phân liệt phương Bắc. Tuy rằng không phải người mới, nhưng cũng là sách mới, cây non cầu cất giữ, đề cử. Hết chương này. Chương 2 Lúc tới vận chuyển Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Nghiệp thành người tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Nghiệp thành người tới quý nhân nghe ra thôi triệt khéo léo từ chối, nhưng cũng không thể làm gì thiếu niên trước mắt đã không còn là một đồng hắn có thể tùy ý đắn đo đẩy lòng sâu kín thở dài cuối cùng là buông xuống tâm tư liên hôn hắn dù có muốn leo lên môn phiệt sĩ tộc thế nào cũng không có khả năng đem nữ nhi hứa cho bùi tú đem nàng đẩy vào trong hố lửa bùi tú thiếu niên này cái gì cũng tốt dù sao cho trong nhà làm bốn năm sống chính mình cũng coi như nhìn hắn lớn lên nhưng chính là thiếu chút gì đó hai anh em vất vả lắm mới ăn no một bữa bùi tú nhìn thức ăn còn lại cố ý đóng gói trở về lại sợ quý nhân không cho đang do dự lại bị thôi triệt kéo ra ngoài a à, triệt ai ra cửa bùi tú thở dài một tiếng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh trong sân còn đang nhớ chút cơm thừa thức ăn thừa của hắn thôi triệt đang muốn giải thích xa xa có xe ngựa chạy như bay tới tiểu công tử trong thùng xe phía sau mã phu lộ ra một lão nhân hướng thôi triệt lớn tiếng hô to thôi triệt không nhận ra người tới khi thôi quý thư nhận tội nguyên chủ mới hai tuổi rất nhiều chuyện đều không nhớ được nhưng bùi tú lại rất rõ ràng khi đó hắn đã chín tuổi đã sớm nhớ chuyện người tới chính là tâm phúc quản sự của ngoại tổ phụ lúc trước hắn thường xuyên đến thôi phủ cũng không thấy vị lão giả họ triệu này ngoại tổ phụ còn bảo hắn tôn xưng là triệu ông a à, triệt là triệu ông là tâm phúc quản sự của ngoại tổ. Bùi tú nắm chặt tay thôi triệt, hoang hô nhảy nhóc nói, hắn có ngu ngốc, đem ân trần của quý nhân hôm nay cùng triệu ông đến liên hệ với nhau, cũng nghĩ đến nhất định là Trung Nguyên đã xảy ra biến cố, tuy rằng không biết có phải bắt tề thiên tử tha thứ cho bọn họ hay không, nhưng cũng có thể rõ ràng mình cùng thôi triệt có thể cáo biệt cuộc sống khổ cực hiện tại. Thôi triệt từ lúc biết rõ thân phận của mình, đã biết sẽ có ngày này, nhưng nếu thật sự đến phía năm người tới nghênh đón, trong lòng vẫn không nhìn được phấn chấn. Xe ngựa chạy đến trước mặt, mới vững vàng, triệu ông liền nhảy xuống, khiến Thôi Triệt không khỏi lo lắng cho thân thể hắn. Rất giống, rất giống, cùng một bộ dáng với trưởng quân công tử lúc nhỏ. Triệu ông đánh giá nét mặt thanh tú của Thôi Triệt, không ngừng cảm thán nói. Bùi tú ở một bên khẩn cấp ngắt lời. Triệu ông, A Triệt là con trai của cửu phụ, dung mạo nên là tiếu phụ, ngươi sao lại tới đây? triệu ông lúc này mới nhớ tới chính sự tiểu công tử tú công tử hỷ sự đại hỷ sự chu chủ vào nghiệp thành hà chiếu ưu đã gia chủ cùng bùi lão gia trả lại gia quyến tài sản lời còn chưa dứt bùi tú nhảy lên cao ba thước khiến thôi triệt và triệu ông hoảng sợ hai vị công tử mau lên xe ngựa theo ta đi nghiệp thành tạ ơn lão phu nhân còn ở nghiệp thành chờ hai vị triệu ông thúc giục bây giờ vẫn chưa thể đi Thôi Triệt và Bùi Tú liếc nhau, cùng cười nói. Còn phải đi đón cô, mẫu thân, nữa. Thôi Chiêu Dung bây giờ còn không biết tin tức Trung Nguyên, nạn đã qua 40 tuổi còn ở trong phủ hề nhân may vá cho người khác, mấy năm nay chính là dựa vào việc giật kim, tích góp tiền dưỡng dục Bùi Tú, Thôi Triệt. Nếu thật sự trông cậy vào bốn cái bánh bao kiếm được từ chăn thả, hai anh em đã sớm chết đói. Năm ngoái nguyên chủ bị nhiễm phong hàng, chính là thôi chiêu dung cứu trở về phụ thân thôi chiêu dung thôi quý thư giỏi y thuật, cả đời, chưa từng lười biến, cho dù thân ở địa vị cao, cũng có thể buông tư thái, chẩn trị cho người nghèo hèn, vừa là danh thần, lại vừa là danh y, thôi chiêu dung chịu ảnh hưởng của phụ thân, cũng xem qua không ít sách y. Mẫu thân Cô Tiếng la hét bên ngoài kinh động thôi chiêu dung, quanh năm làm việc dưới ánh nến mờ tối, thì lực của bà trở nên rất kém, cách xa liền không thấy rõ khuôn mặt người tới nhưng giọng nói của con trai và cháu trai lại nhận ra hai người không đi chăn thả sao lại chạy tới chỗ tôi thôi chiêu dung cho rằng hai người lười biếng trách cứ nói không chăn thả đời này cũng không chăn thả cô chúng ta phải về trung nguyên thôi triệt kéo tay thôi chiêu dung vui sướng nói nói là cô nhưng mấy năm nay toàn bộ đều dựa vào nạn vất vả dưỡng dục đối với thôi triệt mà nói thôi chiêu dung cùng mẫu thân không khác gì nhau mẫu thân, chu chủ vào nghiệp thành, hạ chiếu khoan xá cho chúng ta, chúng ta tới đón người đi. Thôi chiêu dung nghe vậy, nước mắt đục ngầu theo nếp nhăn trên mặt chảy xuống, nàng ông chặt thôi triệt, bùi tú, kích động nói. Được. Về nhà. Chúng ta về nhà. Triệu ông vừa mới nói chuyện với người bên trong, lúc này đi vào trong phòng, nhìn thấy ba người ông nhau mà khóc, nghĩ đến biến cố thôi gia mấy năm nay, cũng không khỏi lâm vào thương cảm. Người hề đương nhiên không muốn thả thôi chiêu dung đi, dung mạo nàng già yếu, không được yêu thích là một chuyện, nhưng cũng là do triều đình bắt tề phối, vì mình sở hữu, là tài sản riêng của hắn, dựa vào cái gì dễ dàng thả đi. Thẳng đến khi để cho thôi triệt, bùi tú chăn thả quý nhân làm chứng, chu chủ đã được hà bắt chi địa, hạ chiếu khoan xá, mới không tình nguyện trả lại thôi chiêu dung làm thiếp thất khế ước, từ đó thanh toán rõ ràng. Trước khi đi, Thôi triệt cùng bùi tú cảm tạ quý nhân mấy năm nay chăm sóc, phần cảm tạ này xuất phát từ chân tâm, nhất là thôi triệt, nếu không phải trong lòng có thiện ý, ai lại thuê một đứa bé 6 tuổi chăn thả, không chỉ mỗi ngày cho hai anh em bốn cái bánh bao, còn cung cấp chỗ ở, cho dù rách nát không chịu nổi, nhưng cũng là một nơi che gió che mưa. Quý nhân họ viên, nói là quý nhân, kỳ thật cũng bất quá là thổ tài chủ Bắc Cương. Tuy rằng chiêu tế không được, lưu lại tiếc núi, nhưng để thôi triệt, Bùi Tú thiếu một phần nhân tình, cũng có thể thỏa mãn. Dù sao Thôi Triệt cũng không phải là con cháu dòng chính của Thôi Thị Bác Lăng bình thường, trong Bác Lăng Tam Thôi, Thôi Sim chết vào năm 559 công nguyên, Thôi Ngang chết vào năm 565 công nguyên. Thôi quý thư chính là nhân vật lãnh tụ không thể nghi ngờ của Thôi Thị Bác Lăng, cho đến 4 năm trước, tức là năm 573 công nguyên bị giết. Xe ngựa đi về phía nam, Triệu Ông và Mã Phu cùng ngồi, trong xe, thôi triệt cùng bùi tú một trái một phải kề sát thôi chiêu dung cùng nàng nói đến chuyện lý thú khi hai anh em chăn thả thôi chiêu dung lau nước mắt rất nhiều nụ cười trên mặt vẫn không ngừng bắt chu kiến đức năm thứ sáu năm trăm bảy mươi bảy mùng bảy tháng ba thôi triệt đoàn người qua tử mạch kiều đến nghiệp thành ngoài thành thôi triệt bị ông xuống xe ngựa đập vào mắt là rất nhiều kiến trúc phế tích chu chủ vũ văn ung sinh hoạt giản dị Đối với nghiệp thành rất nhiều cung điện hoa lệ dù sao cũng chướng mắt, hạ lệnh đốt hủy, trên tường thành nghiệp thành rất nhiều đài lâu liền cũng gặp tai ương, ngay cả dựa vào tường thành mà xây, nghiệp ba đại hoa lệ nhất, tức đồng tước đài, kim hổ đài, băng tỉnh đài, cũng không thể tránh được một kiếp. tề chi Đông Sơn, Nam Viên, Tam Đài, cũng có thể hủy diệt, thông qua kiểm tra cửa thành, xe ngựa lái vào nghiệp thành, thôi triệt trở lại thùng xe nhìn không được vén rèm cửa sổ lên, đánh giá phong thái ven đường. Bùi Tú cũng ở một bên khác thùng xe nhìn xung quanh, hắn từng sống ở Nghiệp Thành 9 năm, nhưng hôm nay cách 4 năm trở lại cố địa, cũng nhìn không được trong lòng tò mò muốn nhìn biến hóa trong thành. Khi Nghiệp Thành mới xây dựng ở Tây Hoàng Công, cao thị cầm quyền, dời đô Nghiệp Thành, di chuyển dân chúng lạc Dương hơn 40 vạn hộ đến đây, vì an trí dời hộ, lại mới xây dựng Nghiệp Nam Thành, mới có cảnh tượng phồn hoa như hôm nay. Thôi Triệt đấy lòng rõ ràng, qua vài năm nữa tòa hà bắc này chính trị kinh tế quân sự văn hóa trung tâm ngàn năm cổ thành sẽ bị người ta đốt sạch nhưng nó không liên quan gì đến anh ta nghiệp thành ta hưởng phúc đến rồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thôi triệt mơ màng nói cây giống cầu sưu tầm đề cử hết chương này chương bốn mới vào thôi phủ bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương bốn lần đầu vào thôi phủ xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ khí phái triệu ông hô vào trong xe tiểu công tử về đến nhà rồi trong thùng xe rộng rãi hiện giờ chỉ còn lại một mình thôi triệt nếu chu chủ vũ văn ung hạ chiếu trả lại gia quyến tài sản tự nhiên cũng bao gồm trạch viện của thôi bùi hai nhà ở nghiệp thành khi xe ngựa đi qua bùi phủ thôi chiêu dung cùng bùi tú liền xuống xe tự nhiên phải bái yết lão thái quân bùi phủ trước mới có thể đến thôi phủ đăng môn. Không đợi thôi triệt ra khỏi thùng xe đã có người gác cổng chạy về phủ báo tin. Tiểu công tử đã trở lại. Tiểu công tử đã trở lại. Thanh âm càng lúc càng xa, thôi triệt bị triệu ông ông xuống xe ngựa, bản thân hắn rất kháng cự cách làm này, luôn cảm thấy xấu hổ, nhưng triệu ông e sợ tiểu chủ tử 6 tuổi đụng chạm, đây chính là con một trong nhà. Thôi triệt đánh giá phủ đệ trước mắt, chỉ thấy ba gian cửa lớn đầu thú mở rộng, dưới bậc thang, hai tòa thạch sư tử trông rất sống động, từ trong hai góc cửa đông tây tuôn ra mấy chục vị nô bộc, tỳ nữ, tất cả đều quỳ bái kiến lễ, tươi cười chào đón hắn. Cảnh tượng này, cùng nhà tranh quen ở hình thành đối lập rõ ràng, nhất thời khiến Thôi Triệt có chút không thích ứng. Nhưng cũng chỉ thất thần trong thời gian ngắn, nhưng rốt cuộc cũng đã trải qua nhiều việc đời, cố cung anh đã đi qua nhiều lần, mùa thịnh vượng 60, mùa ế ẩm 40, bằng thẻ sinh viên còn có thể giảm giá, chỉ nhận hai mươi của bạn thôi phủ khí phái không giả nhưng làm sao so được với cố cung to lớn đều đứng lên đi đứa trẻ sáu tuổi học theo dáng vẻ của người lớn nhưng không ai dám cười nhạo cửa chính thôi phủ bình thường không mở ra vào đa số là cửa hai góc đông tây nhưng thôi phủ tiểu công tử ở bắc cương ăn bảo các bốn năm thật vất vả trở về cũng không thể mở cửa chính nên đón triệu ông ở phía trước dẫn đường phía sau thôi triệt đi theo một đám nô bộc, tỳ nữ, rốt cuộc là danh môn vọng tộc, các nô bộc quần áo chu toàn, các tỳ nữ mặc đỏ đội xanh, đương nhiên, trang phục và đạo cụ của thôi triệt cũng không kém, bộ quần áo vải thô kia đã sớm thay đổi, trên đường triệu ông mua cho hắn một bộ sim y tơ lụa. Thôi triệt đi qua cửa Thùy Hoa, đi qua hành lang chép tay, nhìn thấy tổ mẫu khoan thai đến chậm ở cửa chính. Tổ mẫu họ phong, xuất thân từ bột hải phong thị, là con gái của trọng thần Đông Ngụy Phong Long. Phong thị có hai nữ nhi, lại không có con nối giỏi, cho nên phụ thân thôi triệt thôi trường quân tuy không phải con ruột, nhưng làm thứ trưởng tử, hắn cũng bị phong thị coi như con ruột. Thôi triệt là ấu tử của thôi trường quân, cũng là huyết mạch nam đinh duy nhất trong nhà, phong thị há có đạo lý không yêu quý, sợ dĩ khoan thai đến chậm, bất quá là lão nhân gia lớn tuổi, đi đường không tiện, mà thôi phủ địa phương quá lớn, từ hậu viện đến nghênh đón, cũng cần rất nhiều thời gian tâm can của ta a à, lão thân cho rằng cả đời này cũng không gặp được ngươi phong lão phu nhân vừa thấy thôi triệt nhìn dung mạo hắn cùng phụ thân thôi trường quân rất giống cũng không cần hỏi thăm gắt gao ông vào trong ngực một phen nước mũi một phen nước mắt khóc nói tổ mẫu chớ bi thương tôn nhi đây không phải đã trở về sao, ngày sau tự nhiên thừa hoang tại tổ mẫu trước gối thay phụ thân thúc phụ cùng các huynh đệ tận hiếu Triệt ca nhi an ủi lần này, làm cho Phong Thị nhớ lại hai thứ tử cùng một đám tôn nhi, vỗ về cái đầu nhỏ của Thôi Triệt, khóc càng thêm bi thương. Thôi Triệt vương bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho tổ mẫu, Phong lão phu nhân thấy hắn nhu thuận hiểu chuyện như thế, trong lòng tràn đầy vui mừng, không ngừng lẩm bẩm. Hảo hài tử! Hảo hài tử! Nói xong, Phong lão phu nhân cũng lau sạch nước mắt, đứng dậy dắt tay Thôi Triệt nói. Đi, theo tổ mẫu đi bái tế liệt tổ liệt tông đi bái tế tổ phụ phụ thân ngươi cảm tạ bọn họ phù hộ ngươi bình an trở về đây là một gian từ đường sáng ngời một đám nô bộc tỳ nữ cho dù là tâm phúc quản sự như triệu ông đều bị lưu lại bên ngoài chỉ có phong lão phu nhân cùng thôi triệt quỳ lạy dưới một đám linh vị phong lão phu nhân chỉ vào từng khối linh bài nói cho thôi triệt biết thân phận của bọn họ kể ra chuyện xưa cuộc đời bọn họ tổ tiên Thôi Triệt có thể nói là làm quan liên tục, nhất là sau khi bắt Ngụy Hiếu Văn Đế Thái Hòa cải chế, lấy bả người, đem cửu phẩm trung chính chế cấy ghép đến phương Bắc, bởi vì cái gọi là thường phẩm vô hàng môn, hạ hà phẩm vô sĩ tộc, bác Lăng Thôi Thị là môn phiệt chỉ đứng sau người Hán bốn họ của bắc Ngụy, muốn xuất quan thật sự là không thể đơn giản hơn. Nhận tổ tiên, phong lão phu nhân lại lấy ra một quyển sổ. Tài sản của Thôi Phủ đều do các đời tổ tiên vất vả tích lũy, triệt nhi còn nhỏ, tạm thời do tổ mẫu bảo quản đợi con lớn tuổi hoặc già đi trước sẽ giao lại cho con cho dù là yêu thương cháu trai cũng không có khả năng để cho bảy tuổi hài tử quản sổ sách thôi triệt tự nhiên lý giải nhưng hắn vẫn là đè nén không được trong lòng tò mò mở to mắt ra vẻ ngây thơ nói tổ mẫu có thể cho ta xem qua tài sản trong nhà hay không triệt nhi còn biết chữ phong lão phu nhân nghe vậy kinh hỉ nói nàng lo lắng nhất chính là cháu trai 2 tuổi đi Bắc Cương, ở nơi đó phí thời gian 4 năm, còn đang quan tâm việc học của hắn. Cần biết rằng, tổ phụ thôi quý thư đọc lướt qua kinh sử, giỏi về công văn, có tài cụ đương thời, 17 tuổi liền thân ở vị trí chủ bạc một châu, được em trai Cao Hoang coi trọng, chính là Cao Sâm bởi vì trọng tẩu bị Cao Hoang đánh chết tươi. Cao Sâm đề cử thôi quý thư cho Cao Hoang, sau khi Cao Hoang thi một phen, tự mình kiểm tra chỗ trống của Thừa Lan, bổ sung làm đô quan lang trung của đại hành đại, con trai cao trừng 15 tuổi từ Tấn Dương đến nghiệp thành chủ trì triều chính, đặt mệnh Thôi Quý Thư vào triều phụ tá. Sẽ không có người thật sự cho rằng Thôi Quý Thư chính là kẻ dắt gái chứ. Lấy Thôi Sim, một trong ba Thôi của bác Lăng làm ví dụ, sau khi Cao Hoang đại bại Chu Thị trong cuộc chiến hàng Lăng thì phát binh Lạc Dương, lệnh Thôi Sim phụ tá em trai Cao Sâm ở lại Hà Bắc, trước khi đi nắm tay nói. Đại trưởng phu hiểu nhau, há tại mới cũ. Quân sự cố nhiên trọng yếu, lưu thủ trách nhiệm cũng không nhẹ, gia đời tuổi trẻ, làm việc không thành thạo, hậu phương tất cả công tác, tự hết thảy phó thác cho ngươi. Cao Trừng vì muốn Thôi Sim đã kích huân quý phi pháp, thậm chí cố ý diễn trò trong một bữa tiệc, để Thôi Sim có địa vị ngang hàng với mình. Một nhân vật hiển hách như vậy, trước mặt Thôi Quý Thư lại ngăn cản người ngoài, cúi đầu nói. Nếu ta có thể lên làm thượng thư phó xạ, đó đều là ân đức của thúc phụ lãnh tri thức, thôi sim lớn hơn thôi quý thư hơn 10 tuổi. Tổ tiên quyền thế như thế, hiện giờ gánh nặng chấn hưng gia nghiệp rơi vào trên người thôi triệt, phong lão phu nhân tự nhiên đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Lúc chăn thả ở Bắc Cương, cháu trai sẽ theo biểu huynh biết chữ. Câu trả lời của Thôi Triệt khiến phong lão phu nhân rất vui mừng, bà ta giao sổ cho Thôi Triệt, Thôi Triệt lập tức lật xem. Vừa nhìn, vừa không khỏi âm thầm tặc lưỡi, liệt tổ liệt tông này làm quan có phải đều một lòng cầu điền vấn xá hay không a à? sao tích lũy nhiều tài phú như vậy tuy rằng so ra kém minh triều thủ phụ từ giai đệ tử trong nhà chiếm diện tích 24 vạn mẫu nhưng cũng có ruộng tốt ngàn khoảnh tổng cộng 5 vạn mẫu ốc xá nô tỳ cùng với dư tài lại càng nhiều không đếm xuể năm đó gia tài sung công đều là có ghi chép trong hồ sơ hiện giờ thiên tử hạ chiếu trả lại ấn độ tác ký liền cũng thu hồi toàn bộ trở về dù sao đây là thủ đoạn bắt Chu Thiên Tử dùng để thi ân, là nhiệm vụ chính trị, lại liên quan đến môn phiệt đệ nhất thế gian như bác lăng thôi thị, ai lại dám ở trên này ăn lấy thẻ đòi. Cây giống cầu sưu tầm, đề cử. Hết chương này. Chương 5 Phong gia lục tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Phong gia sáu tử nói tổ tiên thôi triệt một lòng cầu ruộng vấn xá, có lẽ oan uổng bọn họ, nhưng có thể tích góp từng tí một gia nghiệp lớn như vậy, tự nhiên cũng không liên quan gì đến liêm khiết. Đương nhiên, hoàn cảnh lớn vốn là như thế, cũng không trách được bọn họ. Bắt ngụy một triều tại Phùng Thái Hậu ban hành ban lộc chế trước kia, quan viên là không có bổng lộc, làm quan cũng phải sống, triều đình không phát tiền lương, liền cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng kỳ thật chân chính trong cậy vào bổng lộc sống qua ngày chính là những tiểu lại kia tại hiếu văn đế thái hòa cải chế trước có thể làm quan người Hán, người nào không phải môn phiệt sĩ tộc sinh ra, không nói cự phú, nhưng cũng là rất có gia tư, cái gọi là triều đình không phát bổng lộc bất quá là bọn họ tham ô lấy cớ. Sau khi ban lộc thi hành chế độ, quy định người tham ô đầy một tấm vải phải chết, trong vòng một năm lấy tội tham ô giết 44 quan viên dưới thứ sử, trong đó bao gồm cửu cửu Lý Hồng Chi chưa thân chính của Hiếu Văn Đế, sau khi Hiếu Văn Đế tự mình thẩm vấn xử tử, bầu không khí quan trường mới có chuyển biến. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gan, theo hiếu văn đế chết, nhất là sau khi con trai tuyên võ đế nguyên khác chết, thái hậu hồ thị buông rèm chấp chính, dâm loạn cung đình, triều chính nhanh chóng hủ bại, đợi đến khi nhĩ chu thị lấy vũ lực đoạt quyền, ban lộc chế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cao thị giai đoạn đầu cầm quyền, cha con cao hoang, cao trừng còn có thể đã kích tham nhũng, nhưng tới cao trừng gặp chuyện, bắt tề kiến quốc, ngoại trừ con trai thứ sáu Cao Hoang Diễn không tính là tàn bạo ra, liên tiếp ra Cao Dương, Cao Trạm, Cao Vĩ những nhân quân điển hình này, bầu không khí quan trường có thể tốt hơn chỗ nào. Nếu không lấy dân số quan đông, tài phú gấp bội quan tây, nếu không có những nhân quân hiền thần này, bắt tệ làm sao có thể nhanh chóng chết, chỉ có 28 năm quốc tộ. Thôi triệt cảm khái rất nhiều, cung kính trả sổ sách cho tổ mẫu. Hai ông cháu không kịp nói chuyện, bên ngoài từ đường liền có hạ nhân thông bẩm nói là biểu công tử đăng môn thôi triệt tưởng bùi tú tới thăm hắn còn đang kỳ quái sao cô mẫu không cùng đến cùng phong lão phu nhân đi tới chính sảnh thấy rõ người tới không khỏi thất vọng sáu người trong sảnh hắn cũng không nhận ra bái kiến cô mẫu sáu người nhìn thấy phong lão phu nhân vội vàng hành lễ nói thì ra bọn họ là con cháu phong thị bột hải là con trai của huynh đệ phong lão phu nhân lần này nghe nói Thôi Triệt hồi phủ, làm biểu thúc bọn họ đặc biệt tới gặp mặt. Thông báo họ tên Thôi Triệt mới biết được ngoại trừ người nhỏ tuổi nhất không có chữ biểu ra, năm người còn lại đều lấy chữ hành hậu thế. Trong sáu người, có hai người là con trai cả của Phong Long Phong Tử Họa, tức là Phong Bảo Cái, Phong Bảo Tướng. Bốn người khác do Phong Long Chi Thứ Tử Phong Tử Tú sản xuất, Phong Đức Nhuận, Phong Đức Dư, Phong Đức Như cùng với Phong Luân mới 9 tuổi cái tên phong luân thôi triệt cũng không quen thuộc nhưng không trở ngại hắn từ tuổi tác suy tính ra vị này chính là tể tướng đường triều tương lai làm quan tới thượng thư hữu phó xạ phong đức di thôi triệt cũng không vội nịnh bợ thứ nhất phong thái bình luận của đức di cũng không tốt thứ hai tương lai lên làm thượng thư hữu phó xạ rất không dậy nổi sao tổ phụ hắn thôi quý thư ở bắc tề quan bái thượng thư tạ phó xạ đều là quan viên nhị phẩm đương nhiên đều là phó xạ cũng có khác nhau đường triều bởi vì nhị phượng lý thế dân từng đảm nhiệm thượng thư lệnh liền không thiết lập chức thượng thư lệnh lấy tả hữu phó xạ làm tể tướng bắc tề không có quy củ này cho nên thôi quý thư chỉ là gia tiến lễ như thừa tướng nhưng quả thật không ngồi lên tướng vị sáu vị biểu thúc đều là dáng vẻ đường đường nhất là phong luân chỉ kém thôi triệt một bậc cũng khó trách tương lai có thể được dương tố coi trọng chiêu làm con rể ngoài tài trí hơn người còn sinh ra một bộ tướng mạo tốt Phong lão phu nhân cố ý để thôi triệt cùng các cháu thân cận, tương lai cũng có thể có một người giúp đỡ, dù sao tổ tiên trước kia có hiển hách hơn nữa. Nói cho cùng thôi phủ hiện giờ cũng chỉ còn lại một lão phụ nhân cùng tôn nhi nương tựa lẫn nhau. Trong lúc nói chuyện với nhau, tuy rằng phong gia lục tử kinh ngạc với thôi triệt thông minh sớm, nhưng liên tưởng đến hắn từ nhỏ lớn lên ở Bắc Cương, chịu rất nhiều khổ cực, trưởng thành sớm cũng là bình thường, đệ đệ 9 tuổi phong luân nhà mình ở tuổi thôi triệt cũng đã triển lộ trí tuệ, liền không có ngạc nhiên. Thôi triệt nói bóng nói gió cũng hiểu rõ tình huống của phong thị. Phong Long Chi và con trai cả phong tử họa đã sớm qua đời, còn thứ phong tử tú mấy năm trước ra trấn Hoác Châu, An Huy Hoác Sơn, bị đại tướng Nam Trần Ngô Minh triệt bắt, bị đưa đến Dương Châu, từ đó ngăn cách với tin tức của người nhà. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, lại có hại nhân bẩm báo, thôi chiêu dung cùng bùi tú qua phủ bái yết. Thôi triệt nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, hướng sáu vị biểu thúc cáo tội lập tức chạy ra ngoài phủ nghênh đón nghe nói nữ nhi hồi phủ phong lão phu nhân tự nhiên kích động nhưng bà vẫn vì thôi triệt giải thích với sáu vị chất nhi một câu triệt nhi ở bắc cương lẽ loi hiu quạng nhờ có chiêu dung và tú nhi chăm sóc mà trưởng thành phong luân nhỏ tuổi nhất cười nói quả đen cho ăn ngược dê con quỳ ngực động vật thì có huống hồ là người a triệt tuy còn nhỏ nhưng biết ân nghĩa cháu trai chúc mừng cô mẫu. Năm người còn lại cũng chúc mừng. Phong lão phu nhân trên mặt ý cười càng đậm, nàng khoát tay nói. Lão thân tuổi này còn có thể sống bao lâu, cũng không trông cậy triệt nhi hiếu kính, chỉ mong tương lai hắn có thể làm rạng rỡ cạnh cửa, lão phụ ta không cầu gì nữa. Phong tử tú trưởng tử phong đức nhuận nghe vậy nói ra. Phúc thọ của cô kéo dài, A triệt trời sinh tính tình minh mẫn, nhất định có thể đích thân gặp hắn an ủi tổ tiên. Dứt lời, dừng một chút lại nói A Triệt bây giờ đã tròn 7 tuổi, cũng nên là tuổi đi học, không biết cô có phải là một nho sĩ có chủ ý không? Phong lão phu nhân lơ đến nói Chưa từng nghĩ tới, nhưng Hà Bắc nhiều nho sĩ, học được mà thôi, không thiếu người có thể làm lương sư Con trai cả phong bảo cái của phong tử hội chen vào nói Cô định để A Triệt ở lại Hà Bắc học sao? Phong lão phu nhân không hiểu ý, hỏi ngược lại chẳng lẽ còn muốn xa xứ hay sao? Phong Đức nhường thở dài một tiếng, nói ra. Cao Thị lấy Hà Bắc kiến nghĩa, cho nên người bổ nhiệm chức vị quan trọng, phần lớn là tài tuấn Hà Bắc, hiện giờ chu chủ Tây cũng đông, nếu không đi quan trung du học, ngày khác triều đường nào có chỗ dung thân của chúng ta. Phong lão phu nhân nhất thời chần chờ, nàng đương nhiên biết con cháu sĩ tộc cái gọi là du học, chủ yếu là kết giao nhân mạch, cũng hiểu được đạo lý Phong Đức Nhuận nói, một khi thiên tử một triều thần, sĩ nhân Hà Bắc không có khả năng lại giữ được địa vị thời Đông Ngụy, Bắc Tề, nhất định phải bị sĩ nhân quan Trung áp một đầu. Nhưng Thôi Triệt mới 7 tuổi, bà làm sao yên tâm để cháu trai đi xa được. Tự hồ nhìn ra băng khoăn của cô mẫu, Phong Đức nhuận giải ưu nói. Luân đệ tháng sau sẽ đi quan trung học, có thể để A Triệt và A Tú làm bạn. A Tú bây giờ 13 tuổi, ở biên cương giết thời gian 4 năm, càng nên quý trọng. Phong lão phu nhân nghe hắn nói như vậy, đã ý động, bùi tú ở Bắc Cương ma luyện 4 năm, nghĩ đến cũng có đảm đương, phong luân từ nhỏ lấy tài trí nổi tiếng, càng có thể chiếu cố tôn nhi của mình. Việc này ta sẽ hỏi tâm ý triệt nhi, sau đó thương lượng với bùi lão phu nhân. Tự nên như thế. Hôm nay con trai thứ sáu của Phong Thị đến nhà, ngoài trừ bái phỏng, chính là có chủ ý để thôi triệt, Bùi Tú và Phong Luân cùng đi du học quan trung, nhất là thôi triệt. Bác Lăng thôi Thị sở dĩ được xưng là môn việc đỉnh cấp, so với bột hải phong thị mà nói, chính là bọn họ ở trong hai chính quyền Bắc Chu, Bắc Tề, đều có người ở địa vị cao. Đi tới quan trung du học, không có quan to quý nhân giới thiệu, còn làm sao kết giao nhân mạch. Thật muốn đọc sách, hà bắc to như vậy, chẳng lẽ còn không tìm được tiên sinh xứng chức sao? Cầu sưu tầm, phiếu đề cử. Hết chương này. Chương 6 Đêm không thể say giấc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 6 Đêm không ngủ được trong loạn thế, sĩ tộc hai đầu đặt cược không phải chuyện mới mẻ, thật muốn một con đường đi tới hắc, lại làm sao có trải qua mấy trăm năm không ngã môn phiệt. Thôi thì bác Lăng ở Bắc Tề lấy tam thôi làm đại biểu, do bọn họ nâng quận vọng dòng họ lên sóng vai với Thôi Thị Thanh Hà, hôm nay bắt chu nhất triều, chính là xuất thân từ phòng thứ hai, Thôi Tuyên Vĩ quan bái tiểu tư đồ, khai phủ nghi cùng đại tướng quân kế tiếp Thôi Quý Thư, gánh vác trọng trách lãnh tụ dòng họ tiểu tư đồ làm phó chức đại tư đồ, chủ quản ruộng đất, hộ tịch nhân khẩu trong cả nước, cũng theo phân chia đất đai trưng thu cống phú, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thôi Triệt có thể thuận lợi thu hồi năm vạn mẫu ruộng tốt. Theo bối phận, Triệt Ca Nhi được gọi Thôi Tuyên Thuyên là thúc phụ, cố tổ Thôi Du Chi là tổng đệ của tổ phụ Thôi Tuyên Thuyên Thôi Đỉnh, cái gọi là tổng đệ tức con nối giỏi của thúc bá, tuổi nhỏ hơn người của mình. Phong gia huynh đệ giật dây phong lão phu nhân để thôi triệt theo phong luân du học quan trung đó là tồn tại tâm tư thông qua thôi triệt kết giao với thôi tuyên thuyên. Thôi triệt cũng không biết đối thoại trong phòng khách, hắn do nô bộc dẫn đường, thật vất vả đi ra cửa phủ, trông thấy mẫu tử thôi Chiêu Dung, Bùi Tú ở ngoài phủ chờ thông bẩm. "Cô, biểu huynh." Thôi triệt khó nén kinh hỉ trong lòng, chân ngắn bước nhanh, nhào vào lòng thôi Chiêu Dung. Ba người ở ngoài phủ nói chuyện, liền cùng thôi triệt vào phủ, gặp Phong gia huynh đợi trên hành lang gấp khúc nguyên lai bọn họ không muốn quấy rầy phong lão phu nhân cùng mẹ con thôi chiêu dung gặp nhau liền nói rõ ý đồ đến đây rồi cáo từ thôi chiêu dung cùng các biểu đệ hàng huyên vài câu lại để bùi tú hành lễ với sáu vị biểu thúc nàng vội và bái yết mẫu thân liền vội vàng từ biệt bọn họ trên phòng khách phong lão phu nhân cùng mẹ con thôi chiêu nghi ôm nhau mà khóc tiếng gào thét làm cho người ta động dung nhìn hai mắt nữ nhi so với mình còn đục ngầu hơn nhớ lại tôn nhi nhắc tới là cô ngày đêm không ngừng thay người khâu vá nuôi lớn hắn phong lão phu nhân nước mắt tuôn như suối nàng nghẹn ngào nói mấy năm nay vất vả cho em rồi nữ nhi không khổ cuộc đời này có thể gặp lại mẫu thân lại có thể nhìn thấy tú nhi triệt nhi thoát khỏi cảnh khổ hàng cao hứng còn không kịp thôi chiêu dung lau khô nước mắt cười nói phong lão phu nhân nắm thật chặt tay nữ nhi bà lại nhìn bùi tú ở một bên thầm nghĩ hai tử thật tốt nha, lại gặp loại tội này. Nghĩ như vậy, trong lòng lại đau xót. Ngày hôm đó, Thôi Chiêu Dung cùng Bùi Tú ở Thôi phủ dùng bữa tối, Thôi Triệt cố ý bảo Phong lão phu nhân phân phó bếp sau chuẩn bị lẩu thịt dê. Trong lúc chờ đợi bữa ăn, Phong lão phu nhân nhắc tới chuyện du học của huynh đệ Phong gia, hỏi ý nghĩ của Thôi Triệt. Thôi Triệt không ngờ tổ mẫu lại để ý đến ý kiến của đứa trẻ 7 tuổi như hắn, cảm nhận được sự tôn trọng cũng khiến nội tâm hắn càng cảm thấy thân thiết với phong lão phu nhân. Hắn quả thật có kế hoạch đi quan trung du học, chủ yếu là vì tránh khỏi loạn sự phát sinh ở Hà Bắc ba năm sau. Vốn hắn còn muốn ở trong phủ hưởng thêm hai năm phút rồi xuất phát cũng không muộn, nhưng phong gia huynh đệ nói đích xác có đạo lý, A Tú đã 13, tuổi tốt nên đi học tiếng học lại phí thời gian ở Bắc Cương, không thể kéo dài nữa. Nghĩ đến bùi lão phu nhân hẳn là sẽ bị thuyết phục, thả A Tú cùng phong luân, cũng chính là phong đức di đồng hành dù sao hắn cùng mình đều gánh vác sứ mệnh chấn hưng gia nghiệp bùi tú dù là không thể sinh con cũng có thể từ trong dòng họ thừa kế huyết mạch không tồn tại cho phép hắn bày nát khả năng thôi triệt suy tư xong cảm thấy dù sao sớm muộn gì cũng phải đi quan trung tránh họa không bằng mình và a tú phong đức di cùng đi cũng có người chăm sóc lẫn nhau huống hồ hắn không giỏi giao tiếp với người khác có phong đức di tinh thông cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện tổ mẫu hài nhi cảm thấy các biểu thúc nói có lý mặc dù không muốn cùng tổ mẫu chia lìa nhưng thân là tổ phụ huyết mạch tự nhiên phấn đấu tái hiện vinh quang tổ tiên phong lão phu nhân tự nhiên không có khả năng đi theo quan trung gia nghiệp lớn như vậy dù sao cũng phải có người trông coi triệt nhi kiên định hướng học lão thân cũng vui mừng nhưng triệt nhi không cần gấp gáp đợi ngày mai ta cùng bùi lão phu nhân thưởng thức xong sẽ tính toán tổ mẫu ngày mai con theo người cùng đi bùi phủ được không Phong lão phu nhân hỏi ngược lại. Ta khi nào nói muốn đi bùi phủ? Không phải ngươi nói muốn cùng bùi lão phu nhân thương lượng sao? Thôi triệt nghi hoặc nói, không thể nào gọi bùi lão phu nhân đến thôi phủ được. Thôi chiêu dung ở một bên đã buồn cười, nàng cười nói. Triệt nhi, chúng ta có thể có ngày hôm nay, nhờ có ân chiếu của bệ hạ, bây giờ trở về nghiệp thành, tự mình giáp mặt thánh tạ ơn mới được. Diện thánh Thôi triệt lẩm bẩm nói, lập tức trong lòng phấn chấn hắn đối với vũ văn ung không thiếu tò mò lấy thân phận khôi lỗi tru sát quyền tướng tự tay mở gáo cho đầu vũ văn hộ văn trị võ công có thể nói là hùng chủ nhất là phần ân chiếu kia càng khiến cho hắn sinh lòng hảo cảm với vị thiên tử này không cần biết có phải mời mua lòng người biểu diễn chính trị hay không nếu không có vũ văn ung khai xá hắn bây giờ còn đang chăn dê ở bắc cương triệt nhi ngày mai gặp thiên tử không được để mất lễ nghi ở ngự tiền phong lão phu nhân cảnh cáo thôi triệt cũng chưa từng tiếp nhận qua huấn luyện lễ nghi của con cháu sĩ tộc phong lão phu nhân đối với điểm này không yên lòng e sợ hắn chọc giận thiên tử tổ mẫu yên tâm ta học biểu huynh biểu huynh làm như thế nào tôn nhi liền làm như thế đó thôi triệt dứt lời nháy mắt ra hiệu với bùi tú dùng xong bữa tối mẹ con thôi chiêu dung và bùi tú bị ông cháu thôi triệt tiễn ra khỏi phủ bùi tú từng bước ba quay đầu lại trong lúc thôi triệt vẫy tay tạm biệt cuối cùng cũng lên xe ngựa biến mất ở cuối đường phố trở lại trong phủ phong lão phu nhân đã sớm an bài chỗ ở cho thôi triệt là viện tử năm đó của phụ thân thôi trường quân thôi triệt đánh giá căn phòng trang trí trang nhã có thể nói là cách biệt một trời một vực so với căn nhà tranh trước đây nhưng hắn vẫn mất ngủ hắn ở trên giường lăn qua lộn lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó cũng không phải là thiếu bùi tú tiếng ngáy trong bụng tiếng ung ụt sao. Hắn cùng bùi tú chen chút quen một cái giường, cho dù là bị triệu ông đón xuôi nam, ven đường hai người đều ngủ cùng một chỗ, hôm nay đột nhiên gối đơn ngủ một mình, có thể ngủ mới gọi là kỳ quái. Trong bùi phủ, bùi tú cũng nằm ở trên giường thở dài. Không có tiếng nghiến răng của A Triệt, giấc ngủ này làm sao ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Thôi Triệt thật vất vả mới đi vào giấc ngủ được phong lão phu nhân sai người đánh thức, hắn còn mơ hồ cũng không biết các tỳ nữ làm sao trang điểm cho mình thay quần áo dù là cùng tổ mẫu dùng bữa sáng còn thường thường ngủ gà ngủ gật tiểu công tử chỉ sợ là thay đổi hoàn cảnh nhất thời còn chưa quen đêm qua ngủ không ngon tâm phúc ma ma hầu hạ phong lão phu nhân che miệng cười nói phong lão phu nhân cũng thương cháu trai nhưng đã cùng bùi gia ước định hôm nay tạ ơn thời gian không thể kéo dài triệt nhi đừng buồn ngủ mau dùng bữa sáng rồi đi rửa mặt. Vâng, tổ mẫu. Thôi triệt lấy lại tinh thần. Lúc này thôi triệt không còn kích động như diện thánh nữa, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cầu sưu tầm, phiếu đề cử. Hết chương này. Chương 7 Cách nghiệp trở lại quê hương 4000 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 8 Tuần chủ diệt Phật bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Chu chủ diệt Phật đội ngũ thôi gia về quê đương nhiên không thể so sánh với khí phái xuất hành của thiên tử, nhưng bởi vì phong lão phu nhân muốn chuyển đến bát Lăng, cũng là khiến nô gọi tỳ ảnh tòng tụ tập. Đoàn xe ra tương châu hướng Tây Bắc xuyên qua một góc triệu châu, đi tới định châu, lại qua quận Cự Lộc, rốt cục đi vào cảnh nội quận bát Lăng. Trong lịch sử quận bát Lăng đã nhiều lần thay đổi, vào năm Bắc Ngụy sở trị nằm ở huyện nhiêu dương nay là huyện nhiêu dương hành thủy tỉnh hà bắc đổ về bắc tề liền đổi đến quê nhà của thôi triệt huyện an bình nay là huyện an bình hành thủy tỉnh hà bắc còn chưa vào thành thôi triệt vén rèm cửa đã nhìn thấy rất nhiều nhân vật y quan tụ tập ở phía tây an bình những người này đều tới nghênh đón chúng ta thôi triệt quay đầu hỏi tổ mẫu phong lão phu nhân nhìn thoáng qua cười nói không chỉ là phòng thứ ba sáu phòng còn lại đều có người tới. Dù cho Tam Thôi đã qua đời, nhưng cống hiến của bọn họ đối với cả gia tộc Thôi thì Bác Lăng, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Mà Thôi Quý Thư cầm đầu trong Tam Thôi, ai bảo hắn tuy rằng nhỏ tuổi nhất, nhưng chức quan cao nhất, bối phận cao nhất, lại có quan hệ mật thiết nhất với Cao Trừng. Bác Lăng Thôi thì chính là trong 14 năm Cao Trừng chủ chính Đông ngụy nhanh chóng cuộc khởi, có thể sống vai với Thôi Thị Thanh Hà thôi quý thư lấy thân phận lãnh tụ dòng họ dẫn dắt thôi thì bác lăng nhảy lên làm môn phiệt cao cấp là huyết mạch duy nhất của hắn thôi triệt lần này về quê được lễ ngộ như vậy cũng chẳng có gì lạ triệt nhi đỡ ta xuống xe cách cửa tây còn một đoạn ngắn phong lão phu nhân liền dẫn thôi triệt xuống xe đi bộ các nhân vật già trẻ ở cửa thành cũng nhao nhao vọt tới mọi người gặp nhau cảnh tượng vui vẻ hòa thuận thôi triệt dưới sự chỉ dẫn của tổ mẫu chào từng vị trưởng bối. Cũng có lúc xấu hổ, ví dụ như một vị lão giả tóc bạc phơ ở phòng thứ ba cư nhiên hành lễ với Thôi Triệt, gọi hắn là thúc phụ, điều này làm cho Thôi Triệt chân tay lúng cuốn, cũng không biết nên đáp lại lão chất nhi này như thế nào. Đương nhiên, Thôi Thị Thất Phòng khẳng định không chỉ có tụ tập ở cửa thành hơn 10 người, những thứ này chỉ là gia tộc bộ phận thành viên dòng chính, càng nhiều người khai chi tán dịp, ở các nơi làm quan, mà bên cạnh chi thứ xuất cũng không có tư cách lại đây nên đón. Trong dòng họ, có dòng chính, tự nhiên liền có chi nhánh phụ, nếu không phải phong lão phu nhân không có con trai trưởng, vả lại gặp biến cố, làm con nối giỏi của thứ trưởng tử thôi trường quân, thôi triệt cùng con cháu cũng có thể phân vào chi nhánh phụ. Tài nguyên của gia tộc không thể nghi ngờ là nghiêng về đích mạch, phóng tầm mắt khắp thiên hạ đều là một đạo lý, nhưng bác lăng thôi thị là môn việc cao cấp nhất, coi trọng danh vọng nhất cũng sẽ thường xuyên tiếp tế thành viên bên cạnh nghèo khó trong tộc, vì bọn họ an bài nghề nghiệp đương nhiên thôi triệt có thể được dòng họ nhiệt tình tiếp nhận cũng bởi vì gia sản của thôi quý thư là bị quan phủ sung công mà không phải bị tộc nhân chia cắt không có tranh chấp lợi ích ai không muốn tươi cười đón chào dù sao thôi quý thư tuy là tề thần nhưng cũng được bắt chu truy tặng chức quan khai phủ nghi đồng đại tướng quân thứ sử định châu ứng phó xong một đám tộc lão thật vất vả mới vào thành còn chưa kịp nghỉ ngơi lại bị tổ mẫu cùng một đám tộc lão vây quanh mang đến từ đường đây là một gian từ miếu cao lớn phong lão phu nhân dừng bước ở ngoài đường chỉ để thôi triệt cùng các trưởng bối vào cửa bái tế ở thời đại nam tôn nữ ti từ đường là thánh điện của nam nhân các nam nhân ở chỗ này quyết định đại sự trong tộc trừng phạt người vi phạm tộc quy cùng với cung phụng bài vị tổ tông tế tự nữ nhân tiến vào nơi này khả năng duy nhất chính là xúc phạm tộc quy tới đây tiếp nhận trừng phạt thôi triệt nhìn linh vị được cung phụng mật thiết kia cũng từ đó tìm được linh bài của tổ phụ thôi quý thư phụ thân thôi trường quân thúc phụ thôi kính huyền bài vị của tổ phụ đã có chút cũ mà phụ thân thúc phụ lại rất mới suy nghĩ một chút thôi triệt liền hiểu ra thôi quý thư tuy là bởi vì mưu nghịch tội mà chết nhưng thế nhân đều biết là bị nói xấu nhưng thôi trường quân cùng thôi kính huyền xác thực có chuyện này từ miếu trung nguyên vốn chỉ cung phụng linh vị của thôi quý thư mà bắt chu diệt tề chu chủ khoan thứ huống hồ đám người thôi trường quân nhân tạo là phản của bắc tề liền bị bài vị mới lập nên đón vào từ đường lấy chức quan thôi trường quân thượng thư hữu ngoại binh lang trung cho dù chỉ là thứ trưởng tử cũng có tư cách vào miếu cung phụng bái tế tổ tông tiên hiền thôi triệt rốt cục có thể thoát khỏi đám tộc lão này hắn theo tổ mẫu trở lại tổ trạch trong thành một đường tàu xe mệt nhọc thân thể mới 6 tuổi vốn đã mệt mỏi lại là một phen nhân tình giao tiếp càng mệt mỏi không chịu nổi Phong lão phu nhân vốn định sau giờ ngọ hôm nay ra ngoài tuần tra điền trang ngoài thành, nhưng thấy thôi triệt thực sự buồn ngủ, liền phái người thông truyền xuống, ngày mai lại ra ngoài thành tuần tra. Sáng sớm hôm sau, thôi triệt ngủ no thần thái sáng láng, dùng bữa sáng, cùng tổ mẫu dẫn theo một đám nô bộc tỳ nữ ra ngoài. An Bình là quận trị, so ra kém hà bắc đệ nhất thành nghiệp thành phồn hoa, nhưng người bán hàng trong ven đường, cùng người đi đường xuyên qua chế tạo cảnh tượng náo nhiệt, cũng không kém bao nhiêu chỉ cần đi vài bước là có thể gặp được tộc nhân hoặc là trưởng bối thôi triệt thích đáng hành lễ trước hoặc là vãn bối phải chịu lễ nghi của bọn họ quả thực phiền toái đi tới bên ngoài một ngôi chùa đã thấy bên ngoài đều vây đầy người mọi người ồn ào huyên náo lại viên quận thủ phủ tuyên độc chính lệnh trước miếu không thể không gián đoạn lớn tiếng hô đều yên lặng hủy pháp là bệ hạ tự mình hạ chiếu các ngươi có dị nghị tự có thể đi trường an tìm thiên tử biện bạch Bên ngoài đám người, phong lão phu nhân than thở. Thích gia từ này khó khăn lắm rồi. Thôi triệt biết phong lão phu nhân từ sau khi gặp biến đổi lớn, liền sùng tính Phật Pháp, mà cái gọi là thiên tử hạ chiếu hủy Pháp chính là sự kiện bắt chu vũ đế vũ văn ung diệt Phật trong tam võ nhất tông diệt Phật. Thân ở loạn thế, dân chúng chịu đủ cực khổ, lại vô lực thay đổi, mà Phật giáo tuyên dương chuyển thế luân hồi, hù theo nhu cầu của dân chúng, khiến cho bọn họ đem hy vọng ký thác ở kiếp sau, lại có người thống trị ra sức ủng hộ, cho nên sau khi bắt Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạc đảo diệt Phật, Phật giáo lại hưng thịnh lên. Phật giáo hưng thịnh, kinh tế chùa chiền cũng phồn vinh, bọn họ chiếm giữ rất nhiều ruộng đất, tăng nhân lại không gánh vác thuế lao dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập tài chính quốc gia và nguồn gốc binh sĩ. Vũ Văn Ung có thấy ở đây, trước kiến đức năm thứ hai, năm 173, định ra thứ tự trước sau của ba giáo, lấy nho làm đầu, đạo thứ hai, Phật giáo đê tiện nhất, lại vào năm sau bắt đầu nghị phá phát, hạ lệnh cấm đoạn Phật đạo hai giáo, sau khi diệt Phật, tính cả đạo giáo và các loại tôn giáo dân gian cũng cấm tuyệt. Hôm nay Bắc Chu tịnh tề, gió Tây diệt Phật cũng thổi tới Hà Bắc. Bởi vì dân số và tài phú của Bắc Tề đều hơn xa Bắc Chu, cho nên tài phú và tăng ni của Phật giáo Bắc Tề càng kinh người hơn. Bắc Tề chiếm đất mở, tổng cộng dân số hơn 20 triệu, mà tăng ni cả nước lại có hơn 2 triệu chỉ riêng Nghiệp Thành đã có 47 ngôi chùa lớn hoàng gia được xây dựng ở Đông Ngụy, hơn 20 ngôi chùa lớn hoàng gia được xây dựng ở Bắc Tề, hơn 4.000 ngôi chùa nhỏ và vừa, tập trung hơn 80.000 tăng ni. Trong Lạc Dương và Lam Ký, ghi lại Bắc Ngụy Lạc Dương có hơn 1.300 gian Phật tự, nhưng so sánh với hơn 4.000 tòa Nghiệp Thành, cũng chỉ có thể nói là tiểu vu kiến đại vu. So với việc Vũ Văn ung diệt Phật ở Bắc Chu, thực lực dồi dào, bắt tề bỏ mặt một phần mười dân số cả nước làm tăng ni, quả thực đối lập rõ ràng. Cầu sưu tầm, phiếu đề cử. Hết chương này. Chương 9 Tuần sát Điền Trạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 tuần tra ruộng nhà phong lão phu nhân cũng chỉ cảm khái một câu, quan trung diệt Phật đều lăn qua lăn lại nhiều năm, ít nhiều cũng có dự liệu. Mà thôi triệt lại càng lơ đỉnh, hắn nhiều lắm chỉ thấy miếu bái một cái, liền an tâm, nào có tính ngưỡng kiên định gì, chương trình học của Mã Liệt trong đại học hắn đều dùng để ngủ bù, mở bài thi thôi, làm sao cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Đoàn người không có ở trong thành trì hoãn nhiều, trực tiếp ra khỏi thành, rời khỏi quan đạo, phong lão phu nhân chỉ vào nông thôn đường nhỏ hai bên bờ ruộng dọc ngang rõ ràng, rồi lại mắt thường nhìn không thấy bờ ruộng, kiêu ngạo nói. Triệt nhi, đây chính là sản nghiệp tổ tiên dành dụng cho con. Con số rơi vào trên giấy, có lẽ không có một cảm thụ trực quan, nhưng thật sự nhìn thấy ngàn khoảnh ruộng này, thôi triệt không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, trong lòng thầm nghĩ. Tổ tiên xuất sĩ làm quan của ta, không khỏi cũng quá cố gia đi. Đang lúc thôi triệt tháng phục, đám tá điền bận rộn trong ruộng cũng trông thấy đoàn người bọn họ, tuy rằng không nhận ra thôi triệt, nhưng lại nhận ra phong lão phu nhân. Đám tá điền buông nông cụ xuống, nhao nhao chạy tới bờ ruộng hành lễ. Bái kiến chủ mẫu bái kiến chủ mẫu phong lão phu nhân cười nói không cần đa lễ nói xong lại gọi thôi triệt đến trước mặt mình giới thiệu với mọi người các tá điền hoặc gọi là tiểu công tử hoặc gọi là tiểu lang quân tất cả đều thở dài với hắn lần này ra khỏi thành vốn là cho tá điền nhận mặt cũng làm cho thôi triệt đối với sản nghiệp trên danh nghĩa của mình trong lòng có chút tính toán thôi triệt mỉm cười cùng tá điền nhóm chào hỏi trước mắt đám người này làn da ngâm đen một thân bùn đất dơ bẩn không chịu nổi một số ít người còn bởi vì mới vừa ở trong ruộng lao động trên người tản ra nồng đậm mồ hôi thối nhưng thôi triệt cũng không cảm thấy một tia khó chịu cách đây không lâu tình cảnh của hắn không kém tá điền bao nhiêu thậm chí cuộc sống còn không bằng bọn họ trong thời gian đầu thôi triệt cũng chỉ sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức bình thường cấp trên có một người chị nhưng làm em trai trong nhà ít nhiều cũng có chút yếu ớt chẳng qua trải qua một thời gian khổ cực ở bắc cương chút yếu ớt này đã sớm bị mài mòn chính là bởi vì mình từng có kinh nghiệm làm người chăn dê thôi triệt cũng sẽ không ôm thái độ cao cao tại thượng đi xem kỹ những tá điền vì hắn sáng tạo tài phú này hắn kiên nhẫn nghe tá điền tự báo họ tên lai lịch hỏi tình trạng cuộc sống của bọn họ nghe được chuyện thú vị cũng cười vang với mọi người đám tá điền thôi gia đều cảm thấy vị tiểu lan quân này đối nhân sự thế hòa ái không có kiêu ngạo gì tương lai tất nhiên là vị chủ gia tốt thương cảm tá điền kỳ thật toàn bộ thôi thị đối với tá điền bóc lột cũng không tính là nặng dù sao nếu là quá mức hà khắc không nói tá điền trốn không người canh tác truyền đi thanh danh cũng không dễ nghe phong lão phu nhân nhìn cháu trai 6 tuổi thành thạo cùng tá điền tán gẫu việc nhà nghĩ thầm trải qua 4 năm ở bắc cương quả thật làm cho tâm tính hắn trưởng thành sớm, vô luận như thế nào đây đều là một chuyện tốt. Hiện giờ đang là thời điểm canh tác vụ xuân bận rộn, thôi triệt không tiếp tục chậm trễ thời gian tá điền, đi theo tổ mẫu tới trang viên thôn quê. Xung quanh trang viên là nhà của tá điền, thôi triệt tính sơ qua, ít nhất có hơn một ngàn nhà, đều có thể xem như một thôn xóm lớn. Trung niên nam tử trước cửa có lẽ là quản sự ở lại trang viên, đã sớm chờ ở ngoài cửa nhưng thông qua tính danh thôi triệt mới biết được, nguyên lai là huyết mạch thứ xuất của cao tổ phụ mình, nam tử trung niên họ thôi, đơn danh một chữ đường, dựa theo bối phận thôi triệt gọi một tiếng tộc thúc. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải thân thích chưa ra ngũ phục, cũng không chiếm được phần mập mạp này của quản sự trang viên. Nhưng nghĩ lại, đều là con cháu của cao tổ phụ, chỉ vì sự khác biệt giữa dòng chính và thứ tự, một người chính là tiểu lang quân thân phận tôn quý, ngồi ông gia tại vạn quán, một người khác lại muốn mưu sự dưới tay đối phương quả thực làm cho người ta thổn thức nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp thật muốn làm chuyện tương tự như thôi ân lệnh để cho con cháu ruột và con cháu cùng nhau chia cắt gia sản sao có thể hưng thịnh lên làm người xuyên việt thôi triệt am hiểu sâu sắc đạo lý tập trung lực lượng làm đại sự không cần thôi lộ dẫn đường trang viên này thôi lão phu nhân không thể quen thuộc hơn thôi quý thư mặc dù làm quan ở nghiệp thành nhiều năm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ về quê an bình một chuyến thôi triệt đi theo tổ mẫu vào trang viên đây là một tòa nhà ba tầng giống như nhà cũ của nghiệp thành và an bình tiền viện là chỗ ở của nô bộc tỳ nữ phòng xá nhưng có chỗ khác biệt chính là trung viện là nơi ở của chủ nhân cùng đại sảnh tiếp khách mà hậu viện lại là xưởng phòng bếp cùng với địa phương nuôi nhốt gia súc bên phải trang viên là vườn trồng rau dưa bên trái là ao cá phía sau còn có một rừng trái cây thôi triệt chạy một vòng quanh trang viên thầm nghĩ đây cũng là một nơi tốt để dưỡng lão đêm đó trang viên thiết yến chiêu đãi các tá điền phụ cận đây đều là phong lão phu nhân đã sớm an bài tốt xem như thôi triệt làm chủ gia lần đầu tiên lộ mặt hướng mọi người thi ân làm chủ gia cần chú ý duy trì quan hệ tốt đẹp với tá điền nếu thật sự xảy ra chuyện gì bọn họ mới có thể đồng loạt xông lên đương nhiên ngoại trừ tội mưu nghịch của cha con thôi quý thư Thôi trường quân, đây chính là chuyện rơi đầu, chính là làm tá điện cho người ta mà thôi, không đáng đem mạng sống đặt lên. Ngày hôm sau, mưa to gió lớn. Tuy nói mưa xuân quý như dầu, nhưng đó là chỉ mưa phùng gió hòa. Mưa bên ngoài còn lớn hơn cả ngày y bình tiền cha đòi tiền, cũng làm cho một trong những địa chủ lớn nhất trong quận Bát Lăng, Triệt Ca Nhi vẻ mặt ưu sầu, e sợ mưa thêm mấy ngày nữa sẽ nhấn chìm cả cây non trong ruộng. May mà trận mưa to này kết thúc vào ban đêm, thôi triệt tìm được tổ mẫu đề xuất muốn mang theo diệu dung triệu văn cùng với một đám sai vặt đi định châu thành du ngoạn phong lão phu nhân nhìn ngày cùng phong gia bùi gia ước định xuất phát tới gần cũng một lời đáp ứng để thôi triệt ở thời gian còn lại chơi cho thống khoái nhưng triệt ca nhi muốn thử vận may trong thành định châu xem có thể gặp mặt tổng quản định châu dương kiên hay không cũng không có ý gì khác chỉ là muốn biết hắn có đúng như sự sách miêu tả hay không trên trán có năm cái bao không đúng là trên trán có năm cái cột vào đỉnh. Trong phủ tổng quản thành Định Châu, Dương Kiên bị thôi triệt tâm tâm niệm niệm lúc này đang rầu rĩ. Hắn đương nhiên không có tướng mạo kỳ vĩ miêu tả trong sự sách, nếu không đã sớm bị Vũ Văn Ung làm thịt, dù sao loại tướng mạo này ở trên tướng thư còn có một loại thuyết pháp khác, gọi là Long Nhan. Dương Kiên bây giờ 36 tuổi, cũng không có cái gọi là Long Nhan, nhưng cũng sinh ra dáng vẻ đường đường, lần này ra một định châu, thê nhi đều ở lại trong nhà trường an, hắn lẽ loi một mình, trong phủ lại không có thị thiếp làm bạn. Sở dĩ nhìn được tịch mịch, chỉ là nhà có người vợ ghen tị. Thê tử của Dương Kiên tên là Độc Cô già dạ La, là nữ nhi thứ bảy của Độc Cô Tính, Dương Kiên sở dĩ sợ vợ. Tôn trọng thê tử, một phần lớn nguyên nhân là do phụ thân Dương Trung xuất thân từ bộ tướng của Độc Cô Tính. Đương nhiên, hôm nay Dương Kiên cũng không phải bởi vì thê tử quá mức cường thế mà rầu rĩ, đều cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn đã sớm thành thói quen. Mà là vì tình cảnh của Thái tử Vũ Văn Thuyên. Làm cha của Thái tử Phi, Dương Kiên cùng Vũ Văn Thuyên một tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, hết lần này tới lần khác cuộc sống của Thái tử hiện giờ rất không dễ chịu. Cầu sưu tầm, phiếu đề cử. Hết chương này. Chương 10 Thiếu niên du lịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 thiếu niên đi du lịch chính xác mà nói, hoàng trưởng tử Vũ Văn Vĩ 19 tuổi từ 5 năm trước được xác lập làm thái tử, tình cảnh vẫn không tốt. Phụ thân Vũ Văn ung trị võ công, có thể nói là hùng chủ, đối với người thừa kế hắn lại càng nghiêm khắc yêu cầu, từng phái người giám thị ngôn hành cử chỉ của Vũ Văn Thuyên, hành sự hơi sai lầm, sẽ có gậy gộc, roi ngựa gia thân. Vũ Văn Ung rất để ý đến giáo dục của Thái tử, nhưng Vũ Văn Ung là Thái tử của một nước, Thủy chung không đạt được yêu cầu của hắn Một lần khi đánh thái tử Vũ Văn Ung thậm chí còn đe dọa nói Từ xưa đã có nhiều phế thái tử Con trai còn lại của ta không phải là thái tử sao Không chỉ Vũ Văn Ung không hài lòng thái tử Vũ Văn Ung Ngay cả triều thần cũng khinh thường hắn Tâm phúc đại thần vương quỷ của Vũ Văn Ung Từng cùng tiểu nội sử hạ nhược bậc nghị luận riêng Cho rằng thái tử Vũ Văn Thuyên không thể gánh vác trọng trách xả tắc chỉ bất quá đợi đến khi thật sự kiến nghị với thiên tử, hạ nhược bật sợ hãi, trước khi lùi bước, đổi tên chưa nghe thấy lỗi của thái tử. Nhưng vương quỷ cũng không nổi giận, hắn tự xưng là một lòng vì nước, trong một lần tiệc rượu trên đường tùy thị thiên tử hồi sư trường an, vương quỷ mượn rượu khóc lóc âm sầm, thừa dịp cơ hội mời rượu vũ văn ung, tiến lên vuốt chồng râu thiên tử ai tháng. Đáng yêu hảo lão công, nhưng hận hậu tự nhược nhĩ vương quỷ giật dây dịch trữ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng tin tức truyền về sở dĩ làm cho Dương Kiên ưu sầu, cũng là phản ứng của thiên tử. Nghe nói Vũ Văn Ung đối với lời nói của vương quỷ rất tán thành, mượn rượu tiêu sầu. Đây chính là một tín hiệu nguy hiểm, nếu không phải con thứ Vũ Văn tán vị thái tử cùng mẫu đệ này, cùng huynh trưởng hắn độc nhất vô nhị, đều không có tài đức, mà năm người con còn lại lại quá nhỏ, chỉ sợ Vũ Văn Ung đã bắt tay vào phế lập thái tử thái tử một khi bị phế, làm nhạc phụ dương kiên cũng không chiếm được tốt. Đừng nhìn vương quỷ nói cái gì đáng yêu hảo lão công, liền cho rằng Vũ Văn Ung thật sự là một lão đầu tử, hắn bây giờ cũng mới 35 tuổi, chính trực tráng niên. Hiện giờ chỉ là chư tử tuổi còn nhỏ, mới để cho Vũ Văn Thuyên tạm thời ở lại vị trí thái tử, nếu qua 10 năm nữa, năm vị hoàng tử khác lần lượt trưởng thành, phàm là có người có thể hợp tâm ý thiên tử, bằng uy tín của Vũ Văn Ung, phế lập cũng bất quá là chuyện một câu nói. Dương Kiên liền lo lắng, đừng đến lúc đó quốc trượng làm không được, lại bởi vì phế thân phận nhạc phụ thái tử, ở trong ngoài triều tân quân không phải là người. Vương quỷ người này, quả thực đáng giận, gia sự của thiên tử há có thể hỏi đến. Dương Kiên hung hăng vỗ bàn, tức giận nói. Quốc chi thái tử đến tột cùng tính gia sự, hoặc là quốc sự, còn phải xem mông ngồi ở bên nào. Đối với Dương Kiên mà nói, nếu là thần tử đề nghị phế trữ đó chính là gia sự của thiên tử ngoại thần liền không nên can thiệp nếu là thiên tử nảy lòng tham đó chính là quốc sự phải cùng chúng thần thương lượng cũng không thể thánh tâm độc tài nam tử túc dung đi theo bên cạnh dương kiên lên tiếng an ủi thái tử là quốc bản há có thể dễ dàng vương quỷ vọng nghị trữ vị lấy tử chi đạo mà thôi nam tử túc dung khôi ngô vừa nhìn đã biết là hạng người dũng cảm hơn người hắn tên gọi Lý Viên Thông, xuất thân từ lũng Tây Lý Thị, cũng là một con riêng. Phụ thân Lý Cảnh vốn là hạ bộ tướng dưới trướng Dương Kiên Vong Phụ Dương Trung, cùng nô tỳ quý Phủ Dương Trung tên là Hắc Nữ Tư Thông, Hắc Nữ sinh con Lý Viên Thông, lại bị Lý Cảnh coi là vết nhơ nhân sinh, Thủy Chung không chịu nhận đứa con trai này. Lý Viên Thông cũng giống như Triệu Văn bên cạnh Thôi Triệt, trở thành con của Dương Phủ, hắn thổi nhỏ làm sai dịch ở Dương Phủ, Dương Trung biết được thân phận con riêng của Lý Viên Thông, cũng không coi hắn là nô bộc bình thường. Lúc Dương Kiên còn trẻ, hội yến tân khách, cũng luôn để cho Lý Viên Trung giám bếp. Bởi vì tính cách Lý Viên Thông uy nghiêm chỉnh túc, rất được nô bộc trong phủ kính sợ, cũng được Dương Kiên khí trọng, cho rằng hắn có thể làm đại nhiệm, liền đem Lý Viên Thông dựa vào làm tâm phúc. Có lẽ là Lý Viên Thông an ủi có hiệu quả, càng có thể là Dương Kiên rõ ràng trữ vị thay đổi hay không, chỉ ở tâm ý một mình thiên tử, chính mình cho dù lo lắng tóc bạc, cũng vô ích tóm lại là đem tình cảnh của thái tử đặt sang một bên, ngược lại quan tâm đến việc riêng của Lý Viên Thông. Ta và ngươi quen biết từ nhỏ, tên là chủ tớ, thực sự là đồng bọn, nếu cần, ta có thể viết thư cho Lý Tướng Quân. Dương Kiên cố ý giảng hòa cho Lý Viên Thông và phụ thân Lý Cảnh, nhưng sắc mặt Lý Viên Thông lại bình tĩnh nói. Gia chủ có ý tốt, tôi tớ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng Lý Tướng Quân trong trận chiến diệt tệ có nhiều công huân, quan bái nghi đồng tam ti, đang lúc xuân phong đắc ý tôi tớ vẫn không nên quấy nhiễu hứng thú của hắn huống hồ tôi tớ mặc dù họ lý nhưng thuở nhỏ sinh trưởng ở dương phủ đã sớm coi dương phủ là nhà cũng không có lòng đi lý phủ bái môn chọc người không vui dương kiên trong lòng thầm than lý cảnh là bộ hà cũ của cha đã mất cùng dương gia giao tình thâm hậu mà lý viên thông lại là cánh tay mình nể trọng vốn là hai cha con lại huyên náo đến mức này quả thực làm cho người ta bóp cổ tay thở dài Sáng sớm hôm sau, Thôi Triệt được tổ mẫu đáp ứng, sáng sớm đã bảo triệu văn tiền tộc thúc thôi quản sự chuẩn bị xe ngựa, sau khi dùng bữa sáng, bái biệt tổ mẫu, dẫn Diệu Dung cùng một đám sai vặt đi ra trang viên. Sao lại là một cái mui trần? Nhìn xe ngựa ngoài trời chờ ở ngoài cửa, Thôi Triệt nghi hoặc nói. Thôi lộ thấy hôm qua sau cơn mưa, ráng chiều đầy trời, có câu là ánh bình minh không ra khỏi cửa, ráng chiều đi ngàn dặm, nhắm chuẩn hôm nay là một ngày đẹp cố ý chuẩn bị xe ngựa lộ thiên cho triệt ca. Lúc này thấy hắn không thích, liền gọi nô bộc thay xe ngựa cho tiểu lan quân, lại nghe thôi triệt nói. Thôi, không cần vất vả đổi nữa. Chính mình tuổi còn nhỏ, cũng không có gì kẻ thù, ngồi cái mui trần xe, dù sao cũng không đến mức cùng Kennedy giống nhau não động đại khai. Nhìn ánh mặt trời nơi chân trời, thôi triệt vừa ăn xong chén canh xương liền thầm nghĩ. Phơi nắng nhiều cũng tốt, xúc tiến hấp thu canxi thuận tiện mọc tóc. Gã sai vặt trung niên muốn ông Thôi Triệt lên xe ngựa, lại bị hắn kiên quyết cự tuyệt. Quá xấu hổ, Diệu Dung còn ở một bên nhìn. Phu xe đặt ghế xuống, Thôi Triệt được người đỡ lên xe, lại xoay người vương tay với Diệu Dung, nói. Lên đây đi. Nô tỳ sao có thể ngồi chung với tiểu Lan Quân? Diệu Dung nhìn thoáng qua người chung quanh, chần chờ nói. Thôi triệt lơ đỉnh, cười nói đường xá xa xôi, nếu ngươi đi mệt mỏi, ai tới hầu hạ ta? Thôi lộ ở một bên mở miệng khuyên nhủ. Tiểu Lan Quân có ý tốt, Diệu Dung cô nương lên xe đi. Diệu Dung lúc này mới cầm tay Thôi Triệt Vương tới, đạp ghế lên xe ngồi cùng Thôi Triệt, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của nô bộc, tỳ nữ xung quanh, sắc mặt Diệu Dung cũng hồng nhuận lên. Triệu Văn, ngươi cũng lên đi. Tiểu Thư Đồng nghe vậy, cười cười đáp một tiếng, nhưng mới lên xe ngựa, lại nghe Thôi Triệt tiếp tục nói. Ngồi cùng xa phu là được. Được rồi, ít nhất trên xe ngựa còn có một chỗ cho ta. Triệu Văn tự an ủi mình. Tiết trời cuối xuân, gió mát hòa thuận, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Thôi Triệt đánh giá xuân sắc hai bên quan đạo, núi tốt nước tốt thời tiết tốt, chính là xe ngựa sóc nảy này, quả thực làm cho người ta khó chịu. Trước đây ngồi xe ngựa từ Bắc Cương Nam Hạ Nghiệp Thành, hắn cũng chịu tội không ít đáng tiếc học chính là khoa văn nếu là khoa kỹ thuật nói không chừng còn có thể nghĩ biện pháp cải tiến xuống xe ngựa thôi triệt không khỏi tiếc nuối suy nghĩ cầu sưu tầm phiếu đề cử hết chương này